bạn ơi, mình mới mua được mấy nhánh bông mà nụ tầm xuân đó các bạn. Cái hoa này hoa tươi nè các bạn. Mình quay cho cả nhà xem cho vui nha. Mình mua để trưng á các bạn cho nó đẹp á. Cái nhánh nó gì nè các bạn, nhánh tươi nó nhiều. Mình mua có mấy nhánh nè. Có 8 nhánh nè. Dễ thương các bạn ơi, trên này nè nó nở cái bông đỏ đỏ để cưng ngát không nè. Tại mình có cái chậu hoa nè các bạn, thì bây giờ mình kèm thêm cho nó đẹp. Hoa này hoa đào các bạn ơi, nó hồng hồng, nó trắng trắng. Bây giờ mình để cái này lên thêm cho cái bông nó nổi bật lên. Trắng đỏ đỏ ha, dễ thương. Bông này nè các bạn, cỡ này trời lạnh á, mình chưng nó lâu tàn lắm. Dưới cái nai góc này cũng có nè. Nhà mình các bạn ơi, ghiền bông đó, đi đâu cái gặp cái bông đẹp đẹp là mua vậy. Trắng hồng hồng ha, đỏ đỏ nhìn thấy thương. Đẹp quá cả nhà ơi, cả nhà dễ thương quá. Cái nhánh này các bạn nó nở hết biết. Nó có bông á các bạn, từ dưới gốc lên trên này luôn. Ở trên đọt thì bông nó dày hơn, đây nè, khúc này nó dày hơn. Cả nhà thấy không, nó dễ thương vậy ha. Ở trên cái đọt này cũng có bông. Chứ chân lâu tàn lắm các bạn. Em bông cả nhà ơi, cái nè. Cả nhà thấy không, cái nè bông mình bữa nay nó nở các bạn ơi. Mình chân hôm nay đâu cả 9 10 ngày đó các bạn mà nó nở, nhìn nó đẹp nè. Dễ thương không? Mình để nước trong này nè các bạn, chứ nó hút nước nhiều lắm. Ban đêm á mình ngủ thôi thức dậy các bạn thấy là nước nó giật, nó hút mấy cái nhánh này, nó hút để cho cái bông nó nở. Đó,
mua được mấy nhánh bông quay cho các bạn xem cho vui. Hoa đào với nụ tầm xuân dễ thương quá cả nhà hoa ơi. Người ta chắc kêu hoa anh đào quá. Nghe tiếng như vậy mình đặt gì cho nó hay hay. Hoa anh đào. Chị ra chị ngắm cà phê ý ngắm bông uống cà phê. Các bạn mình nói là ngắm cà phê tại thường thường á các bạn mình ưa ngồi á ngay chân cái bàn nhá, cái mình quẩy cái ly cà phê uống đó, rồi xong rồi ngắm bông. Dễ thương quá cả nhà ơi, cái nào bữa hổm thì mình mua các bạn, thì mình không có mua cái nhánh hoa này, giờ mình mua hoa này thấy nó thiếu thiếu cái gì trong cái chậu bông này, cắm thêm. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe, gia đình mình có mua sắm gì trong nhà quay cho các bạn xem cho vui. Nay ngắm bông nha các bạn, bye cả nhà.